quậy phá tưng bừng ở nước Nga và các chàng trai đáp chuyến bay trở lại quê nhà Hoa Kỳ sau khi thả xích cho hiểm họa kinh hoàng mang tên Soldier Boy. The Last Time to Look on This World of Lies đưa người xem tới rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Và trong video này, hãy cùng Listen C phân tích xem có những gì điên rồ đã diễn ra trong tập phim tuần này của The Boys nhé! Sau khi loại bỏ Stenegger, Homelander lập tức sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để sắp xếp cho cô trợ lý Ashley ngồi ở vị trí CEO, về cơ bản là làm bình phong cho mình. Sức mạnh thì có thể đủ để xoay chuyển cả thế giới, nhưng khả năng để điều hành một tập đoàn thì lại chẳng khác gì một đứa trẻ con. Thủ lĩnh The Seven Nonet kiểm soát Vault, và một trong những quyết định thiếu não đầu tiên là đưa The Deep, một kẻ có tiền án tiền sự hấp diêm, lên làm trưởng bộ phận phân tích tội phạm. Sự bành trướng quyền lực này khiến cho Starlight không thể ngồi yên, nhất là sau khi chứng kiến pha thủ tiêu Supersonic bị thêu dệt thành tai nạn sốc thuốc. Cô tức tối xỉ vào A-Train, nhưng cũng nhanh chóng bị câu chuyện chơi đầu của Huey làm cho bối rối, và quan trọng hơn cả là Queen Maeve đã mất tích. Nữ hoàng trước thời điểm bị Black Noir do lệnh của Homelander bắt cóc đã chia sẻ một vài giây phút thăng hoa với Billy Butcher sau nhiều năm chỉ đam mê cắt kéo. Và cũng nhờ vào trường đoạn này, đồ tể mới được cung cấp thêm vi để cả nhóm tiếp tục chiến dịch. Tưởng chừng các chàng trai đã tan rã ở cuối tập trước, thì hóa ra mọi chuyện lại nhẹ nhàng hơn thế vì Kimiko vẫn còn sống sót dù mất đi sức mạnh của mình. Ở Nga, họ đã tạo ra một bãi chiến trường khiến cho tiểu Nina đổ mọi tội lỗi lên Frenchy, qua đó buộc anh phải làm việc dưới trướng như một lính đánh thuê. Dù Frenchy không hề muốn giết người vô tội, nhưng Butcher đã khiến anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi đổ vỏ và đành để Kimiko ở lại bệnh viện một mình. Ngay khi trở về Hoa Kỳ yêu dấu, Soldier Boy nghe thấy tiếng lăn canh trên đài phát thanh, lập tức hồi tưởng về nỗi đau mà các nhà khoa học Nga đã gây ra, khiến gã nhanh chóng mất kiểm soát, giải phóng một vụ nổ năng lượng, không chỉ hủy diệt kiến trúc ở đô thị Manhattan mà còn kéo theo sinh mạng của 19 người dân xấu số. Butcher, Huey và Marvin nghe tin và tìm đến The Legend, người từng là CEO tại Vault trước khi Madeline Stilwell cũng như là Stenegger bước vào. Mập mờ một hồi, Legend cũng tiết lộ với các chàng trai rằng Soldier Boy đã ghé thăm ông để lấy đất đồng phục, cũng như hỏi thăm địa chỉ của bạn gái cũ là Crimson Couches. Bộ ba lên đồ, tiêm thêm vi để tới địa điểm phục kích. Tuy nhiên, kế hoạch ban đầu của Butcher cũng như là Huey vẫn luôn là đánh lừa Marvin nhằm hợp tác với Soldier Boy vì biết rằng gã là vũ khí tiềm năng nhất để hạ gục Homelander. Mạng sống của Crimson Countess hay sự trả thù của Mother's Mill vì thế chỉ là mồi nhử, và tập phim cũng chính thức kết thúc từ đây với một ánh nhìn đầy thương cảm của Starlight trước quá nhiều biến cố, và giờ đây cô cũng chẳng thể hiểu nổi người bạn trai nhân hậu của mình nữa. Chiếc kính ngoại cỡ, mái tóc vuốt ngược, điếu xì gạt thường trực, quý ông Legend dễ thấy là hiện diện một cách chân thực về huyền thoại Stanley. Dẫu vậy, trọng tâm cho đối chiếu lịch sử hiện đại của tập 5 lại không chỉ hoàn toàn nằm ở cố tác giả. Captain America, hay đúng hơn là tất cả tư duy lệch lạc, châm biếm của đội trưởng Mỹ bên trong Soldier Boy sau quá nửa mùa phim khiến khán giả chờ đợi, cuối cùng đã chính thức được làm sống động. Liệu đó có phải là một biến thể hèn nhát, vô đạo đức như trong truyện tranh? Amazon Prime từ chối cách tiếp cận mà ai cũng sẽ hình dung đến trước khi mùa 3 công chiếu, và lạ đời thay đã tạo ra một Soldier Boy mạnh mẽ, hào nhoáng lại còn đặc biệt mùi mẫm cảm xúc. Sự tương phản mà The Boys trình bày lần này không hề tốn chất xám để châm biếm, nhai lại méo mó như cách họ vẫn thường làm. Quyết định ở đây chỉ đơn giản là trung thực với những gì tiêu cực gắn với hình tượng Captain America suốt nhiều thế hệ. Đầu tiên, nhìn về sự tương đồng trong hoàn cảnh, Soldier Boy cũng là một biểu tượng đã hết thời, vô tình bị ném trở lại khi mà xã hội đã biến thiên hàng thập kỷ kể từ thời đại mà bản thân vốn thuộc về. Có chăng, gã vẫn nhận thức được quá trình Liên Xô giam giữ, khác với một Steve Rogers bị đóng băng. Nhưng dù có là thế nào, bước nhảy về mặt thời gian này vẫn hàm ý đại diện cho định kiến rằng Captain America luôn là hiện thân cho sự vô tội của người Mỹ. Chuyện là chiến tranh tại Việt Nam, cách mạng Iran-Iraq, và bạn chỉ cần đưa ra một biện minh kiểu đã ngủ đông qua những sự kiện đẫm máu vô cùng tàn bạo kể trên, là hình tượng đội trưởng Hoa Kỳ vẫn sẽ luôn chuẩn chỉnh, sáng ngời. Nếu như đây vẫn được biết đến như một lối châm biếm cũ kỹ, thì hãy tiến đến dụng ý khi Billy Butcher nói ra câu thoại hài hước này. Soldier Boy phát nổ ở New York, tạo ra một quả bom nguyên tử di động, và tất nhiên rồi, chúng ta đều nhớ đến tội lỗi ở Hiroshima cũng như Nagasaki là do ai gây ra. Cách mà Soldier Boy nhìn chằm chằm vào bảng quảng cáo khổng lồ của thủ lĩnh The Seven nhấn mạnh ý tưởng rằng Boy thực tế đã thay thế gã với một phiên bản trẻ trung hơn, đậm đà bản sắc phức tạp của người Mỹ ở một thời kỳ hiện đại hơn. Soldier Boy chỉ trong một tập phim đã bị ekip nhồi nhét quá nhiều để trở thành một tấm gương phản chiếu văn hóa, nhưng thực tế là mọi thứ vẫn khá là mơ hồ với người xem đại chúng, đặc biệt là khi nhìn nhận về mặt mục đích. Dù có nặng nề đến mấy, quanh đi quẩn lại, nó cũng chỉ nhằm sâu sắc hơn tuyến truyện của Homelander. Nếu chỉ dừng lại ở đây thì mọi thứ có vẻ vẫn khá là bình thường, nhưng khó hiểu là The Boy lại tiếp tục cố gắng đẩy mạnh thêm mối liên kết giữa Soldier Boy và Homelander thông qua mối bận tâm về tình yêu của họ. Chuyện là khi Homelander đối mặt với Maeve, thú nhận rằng mình từng yêu cô, nhưng Hoàng lập tức đáp lại rằng để rồi, vào cuối phim, Soldier Boy cũng đứng chính bộ cũ của mình khi nghe được kiểu cách hồi âm tương tự. I didn't love you. I hated you. We all did.
Từ chính trị đến căn bệnh ái kỷ, thậm chí hy sinh luôn vai trò của Crimson Countess theo cách lãng xẹt nhất. Mọi nỗ lực đáng tiếc lại không được truyền tải uyển chuyển như cách loạt phim đã khai thác sự nam tính độc hại từ đầu mùa 3. Tuần này, tạm chia tay với Homelander cùng chủ tọa Billy Butcher, người mẹ Marvin và chàng trai bé bỏng đã sắm vai hoa tiêu chính, dẫn lối thứ masculinity hấp dẫn. Mother's Milk chính thức trở thành làn danh giữa đạo đức cùng quyền lực trong The Boys. Và bên kịch lại còn cẩn thận làm nó kịch tính hơn với chi tiết gỡ bỏ hận thù cho Marvin khi nhân vật thương cảm chứng kiến những thước phim sâu cho Bob bị tra tấn. Nếu như Franchi và Kimiko tươi sáng đến mức khiến ta tin về khái niệm kết thúc có hậu vốn xa xỉ trong loạt phim, thì Marvin đã thực sự tỏa sáng như một con người đúng nghĩa giữa xã hội điên loạn này. Người gần nhất với Marvin sẽ thấy là Huey, chàng trai dần đóng đinh cùng vai trò là vùng xám, cá nhân sẽ bắt buộc phải trả lời cho những câu hỏi đúng và sai, trừu tượng không hề dễ dàng ở tương lai. Nhân vật đã chọn đi theo con đường đúng đắn để làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn, chia sẻ chung hành trình ở một khía cạnh nào đó với Billy Butcher để dẫn tới quyết định ở cuối phim. Nhưng khác biệt mang yếu tố bước ngoặt là việc Huey luôn đặt bản thân ở vị trí nạn nhân trong cuộc chiến này. Nỗi lòng đó được thể hiện qua từng lời tâm sự với Starlight, và đây chính xác là lối tư duy kháng chiến sẽ thay đổi vận mệnh của thế giới này, hay đen tối hơn, rõ ràng là để cản bước Billy Butcher. Đồ tể từ lâu đã không chỉ dừng lại ở mong muốn trả thù cho Becca, cuộc thập tự chinh đẫm máu này sẽ chỉ chấm dứt khi không còn một súp nào tồn tại. Và với việc mà Vought sản xuất từ huyết thanh này hàng năm, điều đó đồng nghĩa rằng nếu muốn hòa bình lặp lại, Billy hoặc Compound V, một trong hai thứ phải bị xóa sổ. Đồ tể biết rõ rằng nếu chờ đợi, đặt niềm tin vào cậu nhóc Ryan, cách mạng dẫn đến cái chết của Homelander sẽ có cơ hội thành công và chắc chắn bớt tàn khốc hơn rất nhiều. What about Homelander's son? No. But years before Ryan's son. Chỉ tiếc là khi mà cách làm bạo chúa đã ngấm vào máu để thỏa mãn sự nam tính, Chen V lại còn khuếch đại bản chất tàn nhẫn, con đường của Billy rồi sẽ chỉ tạo ra vòng luân hồi về bạo lực mà thôi. Tổng kết lại thì tập 5 đã trình bày một ý tưởng chính trị khá nặng nề và thực sự rất khó để thấu hiểu về mặt ý nghĩa, rồi được bù lại bằng những gài gắm nhỏ chứng minh giá trị biểu tượng của The Boys, rằng họ vẫn sẽ có rất nhiều điều để nói về thế giới xung quanh và biết cách để diễn đạt nó theo cách vừa hóm hỉnh lại hết sức sâu cay. Vẫn đáng xem, đanh đá, bớt phần bệnh hoạn nhưng lại quá nặng nề để tiêu hóa. Đi sâu bằng thước phim mất mát giữa Butcher và Queen Maeve, nhiều khả năng bi kịch đã quyết định nên duyên cho mối quan hệ này bằng sự tương đồng trong hoàn cảnh khi cặp đôi đều là hai chiến binh đang mệt mỏi với những trận chiến dường như không bao giờ có hồi kết. Bất cần để mọi người ra xa nhưng cũng vì họ đang tìm kiếm cái chết vẻ vang để chuộc lại tội lỗi trong quá khứ của mình. Chi tiết này quan trọng hơn cũng thể hiện tính hai mặt trong chiến tranh nội tâm của Billy Butcher, đã thân mật với Maeve, yêu sự kết nối này nhưng đó cũng là bản ngã mà đồ tể đang tìm cách loại bỏ. Homelander mang trong mình hình hài của Donald Trump ngay từ khi mùa 3 bắt đầu, và trong tập phim này ekip thậm chí còn triển khai được nhiều tham chiếu trào phúng hơn. Cụ thể, cuộc thanh trừng mang danh lòng trung thành của Deep trong tổ phân tích tội phạm đã tham khảo những nỗ lực tương tự của Trump ở lầu Năm Góc và các cơ quan tình báo ngoài đời thực. Bên cạnh đó, khi hiểm họa Soldier Boy cập bến, Homelander cũng thản nhiên trấn an rằng the threat is America facing. Oh, no threat whatsoever. It is safe. Okay? It is safe. So, everyone, get out there, go to your restaurants and Để quá rõ ràng là thái độ lạc quan bị chế giễu mãi cho đến sau này của cựu tổng thống khi mà đại dịch Covid-19 bùng phát. Để rồi, bài phát biểu của ông cứ đảo chiều hàng tuần. Sự biến đổi của Huey trong phần 3 này có ý nghĩa khá là lớn khi thỏa mãn được một tiền đề câu chuyện còn thiếu trong những mùa phim trước. Đó là sẽ ra sao nếu một người bình thường có cơ hội để trở thành Soup. Huey không còn yếu ớt nhờ vào Chen V, tuy nhiên có vẻ như là sức mạnh hợp chất này tác động lên nhân vật, không hề tạm thời như tên gọi. Giả thuyết nở rộ trên Internet sở dĩ đến từ logic rằng từ khi đáp chuyến bay về lại quê nhà, Huey không còn khả năng dịch chuyển nữa nhưng vẫn dễ dàng mở thành công chiếc nắp hộp mà bấy lâu nay anh luôn bất lực. Ngoài ra, còn tồn tại một cô bách ấm lòng về mối quan hệ giữa Huey và Starlight được kéo trở lại từ mùa 2 thông qua trò đùa về đồ ngọt yêu thích của cô nàng mang tên Almond Joyce. Thỏi kẹo này không chỉ đóng vai trò quan trọng để hạ gục Black Noah, mà phần 3 còn đảm bảo rằng Huey vẫn nhớ tới sở thích của Starlight, nổi bật lên sự chân thành, tử tế của chàng trai này. Đây là những phẩm chất sẽ chấm dứt sự điên loạn của The Boys mà bọn mình đã đề cập phía trên. Phần ngoại truyện sắp tới của The Boys với môi trường cao đẳng đại học tiếp tục nhận được một ẩn ý khác trong tập 5, và lần này chính xác là thông qua cuộc gặp gỡ của A-Train cùng với Blue Hawk. Cụ thể thì khi đưa ra câu chuyện làm quà, những kẻ đối bại có đề cập tới một huấn luyện viên cũ mà họ có vẻ đã làm việc cùng nhau trong quá khứ. Vì sở hữu nguồn sức mạnh khá là khác nhau, nên rất có thể cái tên được nhắc đến ở đây là một thầy cô giáo nào đó tại trung tâm giáo dục cấp cao nhất của Vought, nơi đào tạo ra thế hệ siêu hùng tiếp theo cho công ty. Đây chắc chắn sẽ là bối cảnh cho phần ngoại truyện hiện chưa có tiêu đề của The Boys, và sẽ là thuận tiện hơn cả khi để huấn luyện viên cũ của A-Train dẫn dắt câu chuyện ban đầu. Trên đây là những suy nghĩ của chúng mình về tập 5 của series The Boys mùa thứ 3. Nếu bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe cho Listen C để ủng hộ chúng mình. Và mình là Miên. See you real soon!